Hiện nay, để phòng chống dịch COVID-19, nhiều bệnh viện đã trang bị các chai dung dịch sát khuẩn và gắn ở nhiều vị trí để cho người thân bệnh nhân, cũng như là các bệnh nhân và các y bác sĩ sử dụng. Tuy nhiên, mới đây, một nam thanh niên ở Phú Thọ đã tranh thủ trộm các chai dung dịch rửa tay này nhân dịp đón người thân xuất viện chỉ để phòng chống dịch cho riêng bản thân mình. Theo đó, sự việc trên xảy ra vào ngày 24 tháng 3 tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên trên đã chăm sóc người thân bị bệnh tại đây. Đến ngày người thân chuẩn bị được xuất viện, thanh niên này đã trộm 5 chai dung dịch sát khuẩn của bệnh viện gắn trên tường khu vực điều trị nội trú để phòng dịch COVID-19. Sau khi rút hết dung dịch trong chai, thanh niên này đã gắn các vỏ chai dung dịch về trụ cũ trả bệnh viện. Qua giám sát an ninh từ hệ thống camera, bệnh viện đã phát hiện sự việc và tiến hành điều tra làm rõ. Sau khi bị bắt, nam thanh niên thú nhận anh ta chính là thủ phạm và đã thực hiện toàn bộ hành vi nêu trên. Đồng thời xác nhận mục đích của việc làm này là sau khi ra viện, anh ta và những người thân trong gia đình cần một lượng dung dịch sát khuẩn để phòng chống virus COVID-19, nhưng không biết mua ở đâu nên nảy sinh ý định trộm rút lõi dung dịch sát khuẩn tại bệnh viện. Xét hành vi của nam thanh niên nêu trên là lén lút, gian dối và đã thỏa mãn các dấu hiệu của hành vi trộm cắp tài sản, nhất là tài sản của vụ việc lại thuộc nhóm thuốc, vật tư thiết yếu để phòng dịch. Hành vi đó hoàn toàn có thể xử lý trước pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy dù vi phạm pháp luật, nhưng nam thanh niên này lại là một người có ý thức tốt trong việc bảo vệ và tự bảo vệ mình cùng những người thân trong gia đình trước đại dịch COVID-19. Nên lãnh đạo bệnh viện đã quyết định áp dụng các biện pháp xử lý, lập biên bản cảnh cáo, nhắc nhở đối với hành vi trộm cắp, yêu cầu cam kết không tái phạm. Không những thế, bệnh viện còn tặng thanh niên một chai dung dịch sát khuẩn có dung tích 500ml, thu hồi toàn bộ dung dịch đã bị sang chiết trái phép để tiêu hủy vì không còn đảm bảo tính sát khuẩn do đã tiếp xúc với môi trường trong quá trình sang chiết. Hành động của bệnh viện khiến cho không ít người tỏ ra thán phục. Tin chắc rằng bản thân nam thanh niên trên cũng đã rút ra được bài học cho bản thân về hành vi không đúng pháp luật, nhất là trong đợt dịch này.